Mark Studio. Trời ơi, mờ lem quá các bạn ạ. Và Apple có nói là để sở hữu cho mình con M1 Ultra thì các bạn sẽ phải bỏ ra 4.000 đô. Nhưng từ từ, đây là cách mua với mức giá rẻ hơn. Đây. Đó, ở đây các bạn thấy chưa, 2.000 đô này, 4.000 đô này. Nhưng mà đừng bấm ở bên này. Bên này tới 1TB SSD. Các bạn bấm ở bên này nè. Thì khi mà kéo xuống dưới, chúng ta sẽ có cái option ở đây này. Lựa chọn M1 Ultra với 20 nhân CPU, 48 nhân GPU, 32 nhân MPU, 64GB. Và các bạn có option 512GB SSD. Giá chỉ có 3.800 đô mà thôi. Tức là các bạn tiết kiệm được 200 đô cho 512GB bộ ở trong. Đáng giá đấy. Năm cũ 512GB đáng quan tâm đấy. Những người dùng bộ nhớ ngoài như mình, đây là lựa chọn kinh tế hơn một tí. Đấy. Tiêu dùng thông minh,